xin chào tất cả các bạn. Chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Ba Phải TV. Sao thi xong hết chưa? Được rồi. Chính thức nghỉ hè hay chưa? Được rồi. Rồi. Rồi mấy đứa biết điểm số của mấy đứa thi cử như thế nào chưa? Trời, điểm của em á, em dám chắc với anh luôn, ở đây không ai bằng điểm của em. Ghê vậy? Anh Phú là anh không biết đâu, điểm của em toàn là đội sổ mà. Gì ghê mày? Ghê không? Mà đội sổ từ dưới điểm lên mới ghê chứ. Vậy là mày còn thua một thằng trong team mình. Đứa nào mày? Đừng nhìn tao vậy chứ. Thôi mà Đăng, thôi tao nói sự thật ra thôi. Mà sự thật nó hơi mất lòng. Nhưng mà mất lòng mày phải gắn nghe Đăng. Tụi bay biết điểm số của con Đăng không? Không. Không. Điểm số của con Đăng đồ sổ lắm nha. Đồ sổ hơn cả mày đó. Ngày đầu tiên thi tứ quý 2. Ngày thứ hai thi cũng tứ quý 3. Đó, điểm gì tụi bay thấy bờ rồ chưa? Mày bớt cái khịa tao nha. Mày biết điểm số ngày ngày càng tăng hả? Thì mỗi ngày tăng một điểm rồi còn đòi gì nữa. Thôi gác cái chuyện đó qua bên đi. Thi cũng đã thi rồi đúng không? Dạ. Điểm số thì cũng đã có trên bảng điểm số rồi các bạn. Thôi bây giờ mấy anh em mình tập trung ý tưởng để quay video gì cho các bạn xem giải trí sau cái mùa thi vừa rồi nè. Ăn uống đi em vui. Nữa, anh uống nữa. Xin tồn đi. Xin tồn, cũng được. Anh có ý tưởng mày nè. Lâu rồi mình chưa làm cái thử thách 24 giờ ở những ngôi nhà hoang kỳ bí. Nếu các bạn đồng ý và thích video này thì đừng quên để lại một like, đăng ký và nhấn vào chuông để theo dõi những video nhà hoang tiếp theo của mấy anh em mình nha. Ngay bây giờ, đi thôi. Let's go. Do tình hình dịch đang rất là căng cho nên bây giờ mấy anh em mình đi đâu cũng phải chuẩn bị một cái khẩu trang. Bắt khẩu trang cho từng đứa nè. Thôi đeo khẩu trang lên nha. Dạ. Để coi đủ xe đi không ta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, anh là 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 chiếc xe mà 8 người sao sao chia đây? Ôi, xe này tóc ba được luôn hả? Được đi. A few moments later. Mấy này mình tới khu nhà hoang rồi nha các bạn. Nhìn có vẻ khá là âm u luôn. Rậm rạp lắm. Khu đất này khá là rộng. Ủa, sao cơ? Sao em vô đây em đau bụng chứ? Đau bụng hả? Sao kỳ vậy? Mình biết tại sao bạn bị đau bụng rồi đó Đặng. Sao vậy? Vào những khu vực như thế này, bạn bị tâm lý á. Ai nói là đúng rồi đấy, con Đặng nó bị tâm lý á. Đây giới thiệu với các bạn, đây là cái cổng chính nha. Nhưng mà mấy anh em mình không có đi cái cổng này. Nãy mấy anh em mình đi cổng kia kìa. Chèo rào nó chèo rào đại đi, nó mày đặt đi cổng. Xin giới thiệu đi các bạn, đây là một cây mận nha. Giờ mình sẽ lấy cái cây này lên, tống ăn. Quà mày phóng chi á, làm tao né ê cái mông tao luôn rồi nè. Có sao không hai? Ui da, nín 7 ngày luôn chứ sao chăng gì nữa. Công nhận nhà này trồng nhiều cây trái ra nha các bạn. Như là đu đủ nè, dừa, mận nè, nhãn nè. Và còn thêm cái vú sữa đó. Sao? Em mới phát hiện này. Chú gì hả? Trên đó còn cái chảo ca cộng kìa. Wow, chúng lấy cái chảo xuống chiên cá ăn được anh vui. Bây giờ mấy anh mình sẽ đồ nhặt vừa bên trong các bạn. Không có ai mở gì trời. Để tao với cái trình bẻ khóa của tao. Rồi cái này không phải. Có thiệt với mày nha. Ổ khóa này không ăn nhầm gì được tao đâu. Wow. Cái trình của tao là mở khóa này 3 năm chưa được nữa. Đi ra coi mà thôi. Lỗ nhị không đúc mà đúc lỗ trong. Đúc lỗ nhỏ. Mệt quá bỏ đi. Xâm nhập cửa sau đi. Thôi bên trong tụi bay. Vậy 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 vậy. Không có gì hết trơn. Trời ơi. Vậy em kêu anh ta lại nữa. Ôi nhà này nhà bỏ hoang mà khóa cửa chắc chắn vậy ta. Chắc chắn là có bí mật rồi. Để tao cạy khóa cho thành. Nhà tao ba đời cạy khóa này. Bây giờ mình tỉnh, mình tỉnh, mình tỉnh. Có con lằn lằn thôi tụi bay sợ gì hả? Ê quảng cắt à. Thôi không được rồi, đi đi bay ơi. Trời ơi công nhận nhà hoang mở rộng mới ghê luôn trời. Này đủ mấy người như ở không coi. Dạ, à, chứ đâu. Dư luôn. Giờ mấy anh em mình đi đằng trước không được, giờ vòng qua phía sau đi nha các bạn. Ôi, nhà này nhiều phòng ra đâu bay. Ta chắc chắn là cái phòng này là phòng của ông Đặng rồi. Hả? Đúng không? Có mền nè. Ủa Đặng, sao mày ngủ mày không gấp mền lại Đặng? Ở đâu mày? Kìa,
hai cái luôn. Gì thúi thúi vậy ta? Hả? Ê, thông báo cho tụi bay nha, nhã phải đụng vô vật thể lạ nha, thôi. Mấy bạn ơi, cẩn thận nha, khu vực này rắn rất nhiều lắm á. Thôi đấy ơi, tao mệt lắm rồi đó, mày tự lo bản thân mày đi. Ui, sâu quá trời sâu luôn nè. Ui, sâu kìa. Sâu lắm. Ui, con này mà đi chiến xù ăn chắc ngon lắm này. Ê, tụi bay có thấy cái gì tao đang thấy không? Cái mà mày thấy là một cái tao đang thấy đó. Ui. Một trái đu đủ chín nha các bạn. Vậy là hôm nay mấy anh em mình có ăn nữa rồi. Hai đi, hai đi. Nè, nó rớt trái chín rồi rớt mấy trái sống chết đẳng luôn nè. Ui, trái đu đủ này hình thù quá dị không các bạn? Ừ, đúng rồi, quá dị giống mày á. Trời ơi, đây quá trời trùng heo luôn nè. Tối nay mỗi đứa chia một phòng ngủ nha. Tao thấy lấy còn nhỏ nhất nha. Có lấy còn ngựa đâu. Có rồi, sẽ ở đây. Nhai, cơm mày nè. Hả? Con đẳng. Cơm con đẳng rồi đẳng. Cơm của mày nè. Ủa mày là heo mà. Ủa heo tôi biết câu chuyện ta. Cơm con đẳng. Ủa cái lồng gì đó trời. Lồng này là tối nhái với thật vô vô là vừa thích luôn. Đúng không? Quá hay quá hay. Quá hay quá hay. Tiếp tục mấy anh em mình tiến vô phía sau nha. Một chiếc lại phẩm rồi anh em ơi. Ôi, ở đây thấy được mấy cây xài của hàng xóm luôn. Tình hình nhà rất là rộng nhưng mà nãy giờ mấy anh em mình tìm hoài không vô được nhét bạn. Ủa sao giờ vô đây ta? Hello. Ủa sao mà vô được hả? Đi đường dưới nóc đó. Tao leo vô. Nè tao bay đi vô đi, tao mở cửa rồi nè. Vô, cái cửa này xuất sẵn rồi chứ không phải mình làm. Sẵn rồi chứ không phải mình làm. Chứ không phải mình làm gì các bạn. Một hôm, chúng tôi đi vào một cái nhà quan. Bỗng thấy. Thấy gì? Thấy. Thấy gì? Một con ma vú dài. Thôi thôi, tụi bay bớt diễn giùm tao đi. Ôi, bay ơi, coi kìa. Dạ gì? Ôi, da rắn dài chứ kìa. Ủa da ngắn dãi ghê luôn. Ôi con này hầm đủ đủ ngon luôn á ta. Giờ các bạn tin tôi chưa? Tin gì? Tôi nói ở đây nhiều gắn lắm nè, có da gắn không nè? Dám chắc với các bạn, đây là da của thằng nào? Không xài được. Da này xài làm gì? Ủa công nhận gạch đấy mới ghê luôn mày. Kéo tao, kéo tao. Rồi cho tụi bay tham quan như đó thôi, đi ra. Rồi đi ra đây mọi người. Sao đi khám phá này giờ mệt chưa? Rồi. Đi này giờ cũng khá là mệt nha các bạn. Lâu lâu làm lại cái series này phải đi tới đi lui, đi xuôi đi ngược, dòm ngó hết xung quanh coi có những gì để mình biết coi mình còn định hình tối còn có dám ở hay không các bạn. Vậy chứ cho anh hỏi nãy giờ mấy đứa đi khám phá cái ngôi nhà hoang này thấy có điều gì đó bất thường hay lạ thường không? Em thấy bình thường anh Phú ơi. Em cũng vậy luôn anh Phú. Đúng rồi, hầu như ngôi nhà hoang cũng bình thường thôi đúng không mấy đứa? Dạ. Sợ không? Sợ. Mới nói bình thường xong giờ sợ. Phú ơi. Sao? Bình thường là mấy nhà hoang là ghê gợn phải không Phú? Chứ có nhà hoang nào mà không ghê gợn đâu. Mà mấy đứa tối dám ở đây không? Dạ. Anh thấy này giờ mấy đứa cứ trả lời lên xuống bấp bênh quá. Thiên linh địa lên tối nay về chơi chung với tụi tao. Thiếu thấy điều gì mà thấy không hài lòng cứ về báo mộng với anh Phú. Thiên linh địa lên. Mày đang gọi ai thằng? Thì tao gọi bạn chí cốt của mấy anh em mình thôi. Là ai? Trời ơi thì bạn hậu thân thiết của mấy anh em mình thôi. Hả? Nếu như là hậu thấy gì không hài lòng á, tối nay về báo mộng cho anh Phú khỏi lo. Ok hợp lý không? Hợp lý không? Hợp lý. Ở đây phòng nhóm luôn nè. Tối mỗi đứa một phòng, không có dành phòng của đứa kia nghe. Tối hôm nay á đi về không ở đây à? Sao anh hai ở đây chơi chơi vui? Mày á, con gái con đứa đi theo tụi tao làm gì vậy? Măng đi măng hôm nữa. Thôi anh hai cho em đi chơi để ở đây vui mà. Vui vậy?
cúp đầu người cúp thằng anh hai. Biết lo lắng cho em. Thôi đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Thiệt chứ, nãy giờ đi chung, nãy giờ tưởng không tụ mà. Các bạn coi nào, nhìn mặt cho bóng tụ không? Anh Phú ơi. Chú gì ạ? Chưa rồi, đói giờ kiếm gì cho mấy anh em ăn đi anh Phú. Đồ ăn thì anh đâu có thiếu, sáng mấy anh em mình có mua khá lóc. Thì hồi nãy cưng hái được trái đu đủ đó này chị. Cái trái đu đủ đó là mấy anh em mình dư ăn luôn á. Dạ. Đứa nào mà đang bị bón anh vô là đi tới re luôn. À chị á. Đây có hai cái lóc nè, với trái đu đủ là đủ ăn rồi. Wow. Hồi giờ đi nướng cá nè. Vô. Kiếm cây đi. Thành nước không? Dạ. Thành ra xe lấy nước Thành. Ok, lấy ra để tới người ta đốt nữa cho. Bỏ đi thôi, quýnh hai thằng ra 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 ra. Đây là cái máy bơm lửa của em nha các bạn. Rồi bỏ cái nước đi, lại chờ gì nữa. Kêu từ từ thôi. Nghe hộ tao cái. Bỏ thật nhẹ cho mày, tao bỏ vô lửa đi, nằm im đi. Bình tĩnh đó hả, làm gì bức xúc vậy? Mày nghĩ đi, bỏ nó vô lửa mày, nó nhảy ra ngoài ức chế lắm chứ bụng mày. Quá trời đen rồi bê ơi. Tấm trắng đi, nó đi. Cậu nhảy vô đi bay. Ui trắng bên trong ngon chưa các bạn? Ngoài đen nhưng mà bên trong thịt đã lắm nha các bạn. Đừng quan tâm dễ bề ngoài nha các bạn. Dễ bề ngoài quan trọng thế sao? Dù ngày mai bao dòng. Thôi 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 ba, nhập tâm quá. Mấy bạn định không uống nước luôn hay gì? Con cảm ơn. Cảm ơn ai? Cảm ơn. Ôi cảm ơn ai nha. Chưa rồi, đói rồi các bạn ơi, ăn nha. Mời các bạn nha. Mời các bạn nha. Ngọt. Cái lóc nướng đúng hoài luôn nha bạn. Quá tuyệt vời. Tụi bay cấm nào ăn không à, vô cái coi. 1, 2, 3, vô. Ăn xong giờ làm gì nữa bay? Thì giờ ngủ một giấc, buổi chiều quay tiếp cho bạn xem. Chiều nay mấy anh em mình sẽ khám phá khu nhà kế bên. Cho sáng giờ là mấy anh em mình chưa đột nhập vô được nha các bạn. Người ta khóa tiện quá các bạn ơi. Ủa mấy bạn không ăn đu đủ hả? Đu đủ để dành chiều ăn đi. Thôi vậy em để đây chiều ăn nha. Ừ. Ê kìa. Cái gì? Ra kia lấy cái liều căng ngang ngủ mày. Ok. Hours later. Xế chiều rồi các bạn ơi, trời đang chuyển cơn mưa khá là lớn luôn. Không biết tối nay mấy anh em mình có vượt qua được hay không đây. Tối mưa lớn quá mấy anh em mình giờ vô bên trong này ha. Tối mà mưa lớn quá thì mình chui vô đây nè anh Phúc. Vô đó rồi vô đâu? Có thằng nào đi chúng ta không? Cái nóc ở trên không? Toilet hả? Nhìn ở trên coi. Chè con bên nè. Thôi chè ơi, tắm mà. Tụi tính không tắm cái gì? Đi. Đi tắm đi mày ơi. Ơi mà nước vô tắm mày. Cái luôn đằng trước đó. Đi mưa. Trời đất ơi, thiệt tình, đâu mà nó mọc cái hái này, khó thiệt chứ. Sao mày độn dữ vậy? Độn 2 tỷ đó. 2 tỷ nè. Cái này 2 tỷ luôn á. Cái này bự đó. Bự vậy. À, thức lạnh. Kế bên hông nhà có mấy cây xài đảo các bạn, qua xin về trái. Rồi đây đây tao chọt chưa? Nhìn cái cây không nổi mà đồ ăn giọng cái gì nữa. 1, 2, 3,
Chiều nghe bạn mấy anh em mình sẽ nướng gà ăn nha. Hồi sáng anh em mình có đem theo con gà. Wow. Ai biết nướng gà không ấy? Hên xui rồi bạn thật ơi. Kiểu này tôi thấy xui nhiều hơn rồi đó, để tôi nướng cho. Ông trời không biết sáng giờ giận hờn ai nữa mà cứ gầm ghi, gió thổi mưa giông hoài. Ủa, tính ra sáng giờ chưa mưa luôn á. Ý của tao là sắp mưa. Sắp nói toàn bay quá tao không bay. Ê, kêu tụi bay lấy củi mà tụi bay lâu dữ vậy. Tôi kêu lấy rồi. Ủa chỗ này được chưa mày? Ghê ghê được. Tụi bay đem gà lên cuộc nè. Đây là chắc nè. Con kém em. Bỏ cái hén cái vô. Anh bự ra. Okay, okay. Xin lên đi. Thằng kia mày mãi gì thằng kia mày? Tao mài giao cho bé như vậy là hồi tao thiến mày luôn giờ. Bậy nha, nhà tao có mình tao làm giống đừng thiến bậy nha. Ê Đặng, sao gà này mắc lé giống mày dữ Đặng? Lé chang mày luôn á Thành. Giống mày á. Nó hí dây chang mày luôn nè. Con gà chết rồi mày cũng không tha cho nó nữa. Mày á, mày mới đúng á, tự nhiên mày lôi nó ra chi vậy? Ê, tụi bay có thấy gì mà tao đang thấy không? Wow, quá trời luôn. Ê, bậy nha, hai bạn mày hái là chủ nhà dí hai bạn chạy vòng vòng luôn á. Ê, nhỏ này, nó hái để nó hái đi, mày nói làm gì? Chút mày cũng ăn à. Anh hai này kỳ quá, để em góp ý mà. Ê, tụi bay thấy con gà này giống gì không? Giống gì mày? Giống kè ca hồng xanh trong FF đó. Mày tặng nghe em tới thôi bà ơi. Đi chen không? Giống thiệt á, đúng giống anh ảnh. Y chang lên mà full luôn, lên mà bảy nè. Cắm cắm thôi. Đù. Nghe ra cho quá, chắc lên. Đây đây đây. Thêm đi. Ê, xây đều đi bay không khét gà. Hai nước lẹ đi hai, trời mưa sắp tới kìa. Nướng phải có thời gian chứ mày không lẽ nướng cái chín liền. Sao tao có đứa em như mày tao hại não dữ vậy? Hai cứ nói vậy nhưng mà có em hai mới vui á. Tao nói thiệt, tao không có em Dương Thành tao cắn lưỡi luôn á. Thôi câu đó phải để Hòa nói mày đúng rồi Nhã. Đúng rồi, tao mà có thêm thằng em với Nhã nữa tao đoạn thổ sớm luôn á. Trời, phước lắm mày mới có thằng em như tao như mày. Ê tụi bay có nghe tin gì chưa tụi bay? Tin gì mày? Nghe nói có loại dịch còn ghê hơn dịch Covid nữa đó nghe. Trời ơi, ai cũng biết mày ơi. Mày biết không hả Đặng? Trời, ba cái dịch đó ai cũng biết. Dịch tàu chứ gì. Mày bậy nữa, người ta là dịch sim á ơi. Ê Lộc, gì mày? Bữa tao ngồi bên kia nhìn qua thấy mày thi mày nói chuyện với nhỏ kia hoài mày. Thì nói chuyện gì bài thôi chứ có gì đâu mà. Bài hay là... Mày điên hả? Mày khai thiệt đi. Trời đất ơi, con gà quay hơn 2 tiếng đồng hồ giờ mới chín đó các bạn. Hết than luôn giờ mới chín. Còn chín cho mấy đứa. Chín rồi, rồi. Rồi. Màu vàng rất là đẹp nha, không bị khét nha mọi người. Tại mình đâu có ốp đâu. Rồi, lơ ra ăn thôi. Ủa cái đầu đâu rồi? Ủa đầu gà đâu rồi? Đâu rồi? Đâu? Ngoài này nè, đâu cho mày nằm phút. Đây nè. Đâu rồi? Trời đất ơi. Hầu quá nó thơm. Không ớt gì. Hoàn toàn là tự nướng thì không ớt gì nha. Mày nói vậy cũng nói. Cái này nướng bình thường nha các bạn. Không ớt gì nha. Có khác gì tao không? Có. Cũng đi. Trời ơi, mày ăn mà không biết lấy lá chuối gì chứ. Hay lắm Nhã ơi. Thả thông minh. Thả mưa đó. Mang xài ra ăn luôn. Nói chơi rủ luôn. Đi. Ê, đu đủ nãy giờ để còn muốn nổ giờ nó nóng luôn nè. Sẽ đu đủ ăn buổi chiều luôn nha các bạn. Cầm con gà lại nữa. Hôm nào sáng nào hái trái này hả? Mày... Ủa đúng rồi Đặng. Nè, hôm nay tới nào nhìn thấy chưa? Ăn đi đã. Thôi đố quá, mời các bạn không ăn nha. Mình xin phép ăn cái chân trước. Mời các bạn nha. Mời các bạn nha. Chân trước. Dính lên. Dính. Wow. Nóng quá. Ủa anh hai nướng gà ngon thiệt chứ. Mình nướng đó bạn ơi. Công nhận gà nướng ngon quá các bạn ơi. Ai không ngon mình hai cho tim nè. Cho
miếng nữa đi. Nè. Con gà mình nướng tự nhiên á, ăn ngon lắm nha bạn. Da nó giòn. Đừng có ớt gì hết á. Ngon béo. Ở quên nữa, nãy hành lát có công việc gia đình về nghe các bạn. Tội nghiệp nhỏ chưa ăn được kịp con gà nữa. 2 hours later. Thực sự nãy giờ có một số cái biến cố xảy ra mấy anh em mình không có ngờ tới được nha các bạn. Có gì nói kể cho mọi người nghe đi. Em nhiên thật đang đứng trước anh Vũ. Ừ. Con gái này đang rửa tay. Ừ. Tự nhiên đâu cái gì nó rớt xuống trên nóc nhà á. Hình như cục đá. Có 3 lần. Còn mấy này hả? Mấy em muốn về luôn anh Vũ. Mấy này tính về nè anh Vũ, rồi em kêu nó lại anh Vũ. Ngái sợ quá về luôn rồi anh Vũ. Đây là mấy em mình nói thật nha các bạn. Không, em nghĩ là có một người tống thì không thể nào mà ấy tống được. Ừ. Với lại mình cũng nghe hàng xóm ở đây kể là ngôi nhà này là đã từng xuất hiện là có ma. Cái đó có sao nói vậy nha các bạn. Mình hỏi hết xung quanh khu vực này rồi. Nghe cái thông tin vậy mấy đứa dám ở đây không? Dám. Đứa nào sợ thì ngủ chung với anh. Em sợ thầy. Em không sợ. Nãy em đi vòng vòng đây coi luôn mà anh Phú thấy gì đâu. Mà hàng xóm xung quanh đây người ta đồn ở đây là có ma 100% nha các bạn. Có người thấy luôn mà. Đừng kể anh Phú ơi. Thôi anh đừng kể. Coi đâu mà anh Phú. Nãy em đi vòng vòng nhà này không thấy gì luôn á. Ừ. Có người tống người cũng vô. Nói chung là cũng có thể là 50-50 đi ha. Đúng rồi, 50-50 là mình làm thử thách mình phải chịu đựng những vấn đề đó. Được chưa? Dạ. Thôi, nói ít mọi người hiểu nhiều. Hôm nay mình chui vô đây ngủ nè. Trời chuyển mưa rồi các bạn. Đi, vô đây ngủ đi. Rồi, qua đây ngủ em. Trời đang chuyển mưa lớn lắm nha các bạn. Có thể tối nay sẽ mưa. Trời sáng rồi các bạn. Tối qua mưa nha. Cái mà mưa khá là lớn cho nên mấy anh em mình phải dời lều vô bên trong này các bạn. Đó. Ngoài trời tới giờ thì 6 giờ sáng rồi. Mấy thanh niên kia thì ngủ trong chuồng heo bên này. Nói chung thì mấy anh em mình cũng không có đâu hết các bạn. Ở lòng vòng đây thôi. Khu vực này là ở phía sau ngôi nhà hoang nha. Nhã, ghé, ngồi xuống. Dậy này sáng này cứ. Dậy cho đôi về nè. Ừ, dậy đi. Kêu mấy đứa kia dậy luôn. Cũng may là trong cái khu nhà hoang này á, phía sau á, là một cái dãy, cái trái. Mưa mấy nè mình cũng không sợ lắm nha các bạn. Có một số khu nhà hoang khác thì mưa lớn, buộc mấy nè mình phải chạy vào nhà. Nhưng mà riêng cái nhà này thì chạy ra chạy vô rất là khó khăn. Cho nên mấy nè mình chạy vô hẳn mấy cái chuồng heo ở luôn. Thôi, mình và mấy em cũng xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Đừng quên để lại một like, nhấn vào đăng ký để theo dõi những video mới nhất của mấy anh em mình. Đồng thời chia sẻ video này nếu các bạn thấy video này vui và có tính giải trí để mấy anh em mình lấy lại đề xuất nha các bạn. Thôi, tạm biệt mọi người. Bye bye.